Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Tuyệt chiêu tăng cân tại nhà hiệu quả nhất, Thánh Gầy đã thử chưa? Bạn thuộc về trạng người ăn hoài không mập, đang tìm mọi cách để cải thiện vóc dáng của mình, trông đầy đặn hơn, thế nhưng lại chưa có kết quả. Để tăng cân, điều quan trọng đầu tiên không thể bỏ qua chính là thay đổi việc ăn uống hàng ngày. Bạn cần lưu ý trong việc sử dụng các loại thực phẩm dinh dưỡng để có thể cung cấp đầy đủ calo tốt nhất cho cơ thể, hỗ trợ việc tăng cân nhanh và hiệu quả. Bạn đã bao giờ nghe đến cách tăng cân bằng bơ hay chưa? Quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể đang cần. Trong bơ còn có chất béo không bão hòa đơn, rất hiệu quả trong việc giảm các nguy cơ gây bệnh tim mạch và đột quỵ bằng cách hạ thấp cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, góp phần giúp cho bạn khỏe mạnh, ăn ngon và tăng cân. Vậy tăng cân bằng bơ thực hiện như thế nào đây? Các bạn hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị bao gồm: nguyên liệu thứ nhất là một quả bơ chín. Nguyên liệu thứ hai là một hộp sữa tươi có đường. Bạn dùng loại nào cũng được nhé. Nguyên liệu thứ ba là nước cốt dừa. Và cuối cùng là sữa đặc. Đây là các nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách tăng cân này. Cách các bạn thực hiện thì rất đơn giản. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một cối xay sinh tố. Bạn cắt và cho phần bơ thịt vào trong cối xay này. Sau đó, mình sẽ cho sữa đặc vào. Bạn cho theo khẩu vị của mình nhé. Tiếp đó là nước cốt dừa. Và cuối cùng, mình sẽ cho sữa tươi vào. Bây giờ mình sẽ mang hỗn hợp này đi xay nhuyễn. Đây là hỗn hợp bơ, sữa đặc, sữa tươi và nước cốt dừa mà mình đã vừa xay xong đấy. Mình sẽ đổ nó ra một cái cốc nhé. Đây chính là cốc sinh tố bơ, sẽ giúp bạn tăng cân một cách hoàn toàn tự nhiên và cũng rất an toàn nữa. Rất đơn giản phải không các bạn? Chỉ với vài thao tác rất đơn giản như vậy thôi, bạn đã có một ly bơ bổ dưỡng, thơm ngon, giúp thanh nhiệt cơ thể và hỗ trợ tăng cân hiệu quả. Với cốc bơ sinh tố này, bạn có thể ăn vào bất kỳ thời điểm nào ở trong ngày đều được nhé. Sở dĩ cách làm sẽ giúp tăng cân là do thành phần sinh tố bơ này sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp phát triển cân nặng của cơ thể, gồm các nhóm chất như canxi, protein, phốt pho, magie, chất béo, vân vân. Lưu ý khi tăng cân bằng bơ có thể gây dị ứng
với một số người mẫn cảm, ăn bơ có thể gây vấn đề dị ứng trên da, như là bị ngứa, nổi mề đay, mẩn đỏ, thậm chí là buồn nôn, ói mửa, rối loạn tiêu hóa. Nên là bạn cần hết sức lưu ý nhé. Giảm cholesterol có lợi. Tình trạng này xảy ra khi bạn ăn quá nhiều bơ sẽ khiến hàm lượng beta-sitosterol trong bơ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe. Phụ nữ có thai và cho con bú. Đối với đối tượng nên hạn chế ăn bơ, phụ nữ mang thai khi ăn bơ sẽ khiến giảm lượng sữa và gây tổn thương tới tuyến vú. Còn bà mẹ đang cho con bú, nếu ăn bơ sẽ khiến cho con bị đau bụng. Kênh Mẹo Sức Khỏe HTV hy vọng là video này sẽ mang tới cho các bạn những thông tin hữu ích về cách tăng cân bằng trái bơ. Chúc các bạn thành công và sớm sở hữu thân hình như ý nhé! Chúng tôi hy vọng rằng với chuyên mục này, với nội dung trong video sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.